Tác phẩm Từ trên thánh giá nhìn xuống. Bản dịch Việt ngữ: Linh mục Carolo Hồ Bạc Sái. Số 11, hai tên gian phi. Từ trên thánh giá nhìn sang bên phải và bên trái, Chúa Giêsu thấy hai tên gian phi cùng chịu đóng đinh như người. Đó là những kẻ phạm pháp thực sự và xứng đáng bị trừng phạt. Chính một trong hai đã nhìn nhận chúng ta phải chịu thế này là đáng tội. Họ cũng như Chúa Giêsu phải vác thập giá của mình leo lên đỉnh đồi Can Vê, cũng chịu đóng đinh và giờ đây cùng đang hấp hối. Có lẽ họ cũng có mặt trước dinh Phi-la-tô khi Chúa Giêsu bị xét xử, để chờ khi Phi-la-tô kết án xong thì cùng với người được dẫn đi đóng đinh. Trên đường vác thập giá, có lẽ họ cũng đã nghe những lời bình phẩm về Chúa Giêsu được thốt ra từ miệng những người có cảm tình với người, cũng như những kẻ thù ghét người. Trước khi họ bị bắt, có lẽ họ cũng có lần gặp mặt người. Tóm lại, họ biết Chúa Giêsu là một nhân vật đặc biệt và đa số dân chúng coi người là đấng Thiên Chúa sai đến. Bây giờ trong giây phút cuối đời, họ lại được gặp người, ở ngay bên cạnh người. Đây là một cuộc gặp gỡ có tính quyết định sống còn. Nhưng thái độ hai người này rất khác nhau. Một người thì sừng sỏ hung dữ, ăn xỉa sói Chúa Giêsu: ông có giỏi thì cứu lấy ông và cứu chúng tôi luôn đi. Anh này không chấp nhận số phận của mình. Anh chửi rủa lung tung, chửi rủa những đau đớn của mình, chửi rủa các quan tòa, chửi rủa đám lý hình, chửi rủa dân chúng đứng nhìn. Anh ngục lặn trong cảm xúc oán hận và trong ước muốn báo thù. Anh khép lòng trong bóng đêm tăm tối. Người kia thì trái lại. Trong những giây phút cuối đời, anh cố gắng làm hồi sinh những tâm tình tốt đẹp. Anh tự nhủ, đây không phải là lúc giận trách Thiên Chúa. Anh nói với người kia: ít ra chúng ta cũng phải sợ bị Thiên Chúa xét xử chứ. Chúng ta phải chịu thế này là đáng tội rồi. Còn ông Giêsu này, ông không hề làm điều gì sai trái. Rồi anh quay sang Chúa Giêsu nói: thưa Ngài, khi Ngài về nước Ngài, xin hãy nhớ đến chúng tôi. Anh đã nói nước Ngài bởi vì nhiều lần anh nghe Chúa Giêsu giảng về nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu thấy thiện ý của anh nên người đáp: ngày hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Từ trên thánh giá nhìn xuống, Chúa Giêsu cũng nhìn thấy tôi. Phải chăng đôi khi tôi giận trách Chúa vì tôi gặp thất bại trong việc học hành, trong nghề nghiệp, vì tôi không đạt được điều mong muốn, vì tôi gặp điều trái ý? Thay vì tôi phải xét mình xem những điều ấy có phải tại tôi không, tại tôi lười biếng, tại tôi cầu thả, tại tôi gây thù chuốc oán trước với người ta. Khi gặp chuyện phiền muộn, phản ứng của tôi thường là khép lòng lại trong tủi hờn, cay đắng, chán nản, bi quan, hay là mở lòng ra với Chúa để cầu nguyện xin người an ủi, thêm sức, giúp đỡ. Khi tôi buồn, khổ, bận tật, tôi có biết tự nhủ mình sẽ mang nỗi buồn khổ này đi dự thánh lễ để kết hợp với những đau khổ của Chúa Giêsu hầu cứu giúp những người khốn khổ và tội lỗi không? Tôi có tin rằng những đau khổ kết hợp với thánh giá Chúa Giêsu sẽ là nguồn ơn cứu rỗi không?